Xin mời anh Quang Linh lên đây chút xíu với em được không ạ? Trời ơi, anh cố tình anh ngồi xa để anh trốn em ha anh. Chúng ta vỗ tay cho ngôi sao Quang Linh. Wow wow, anh lên đây. Trộn chí, trộn giường nè. Đến kể chuyện lan sòng đánh chơi. Ráng đừng đỡ, đi đi. Anh ơi, lên đi anh ơi. Lên đi anh ơi, tối của anh lên thấy gì hết anh ơi. Wow. Cảm ơn anh. Dạ quý vị, chúng ta vỗ tay cho anh Quang Linh ạ. Chào anh, chào anh, đồng hương của em. Đứng lên luôn đi. Dạ quý vị vỗ tay chính thức đi, anh chưa nghe đâu ạ. Alo, alo. Chào ạ. Đang ngồi chơi game. Cái gì? Chơi game. Đi học báo mà chơi game. Sợ lâu quá. À, có lẽ là thưa tất cả quý vị, các anh chị, các bạn, Quang Linh nghĩ là Quang Linh cũng là một trong những ca sĩ mà đi hát lâu quá. Đi hát lâu quá cho nên cũng đã chứng kiến được rất rất nhiều đời của ca sĩ. Phải nhỉ, nói mẹ đúng không? Đã chứng kiến được nhiều cuộc đời ca sĩ, họ đi và đến mà mình đã nhìn thấy. Nhưng nói thế thôi, chân nãy giờ ngồi cũng có nghe ở đây gọi là ban giám đốc hả? Ban giám khảo. Như cái game show thường thường có 4 cái ghế ngồi thì ở dưới là trình bày qua cái dự án. Thì trong Quang Linh nó có những cái cảm xúc như này này. Nhớ mà nói ra nó có cái nhạy cảm gì đấy thì mong là quý vị và các anh chị bỏ qua. Bởi vì Linh là một trong những người mà có thể khi nói đùa, khi kể chuyện buồn, chuyện vui thì cũng vậy, là bao giờ cũng thật. Linh muốn sống thật, không bao giờ xạo. Xạo với bản thân mình mà xạo với mọi người, Linh không muốn như vậy. Cho nên khi mà nghe, ngồi lắng nghe thì trong Linh có những cảm xúc sao? Linh, bởi vì nếu để làm về cái cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng trong bộ phim đó thì nó sẽ trôi qua rất 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 nhiều, có rất nhiều giai đoạn. Bởi vì như các bạn biết là để bắt đầu mà bùng nổ từ lúc làm Sông Xanh thì trước đấy là đã có một cái thời kỳ sau năm 1975. Linh chỉ nói sau 1975, Linh chưa nói về phía trước thôi. Thì có rất nhiều ngôi sao đã đang được yêu thích. Mọi người kiều bào khắp nơi và cả trong nước được yêu thích, nổi tiếng lắm. Và chính những cái người kế tiếp, họ có khi mà đi hát ý, thì họ đã có một vài cái sự bị ảnh hưởng của những cái người kia. Nôm na gọi là từ bị nhập rồi. Đấy. Có thể người ngoài thì nhìn với khán giả bình thường thì không biết, nhưng mà đối với những người trong nghề là biết ngay. Thăng đi, con đi, hạc là bị ai nhập vô này, là họ sẽ biết ngay. Chính vì vậy, và khi mà để tái diễn lại được cái từng giai đoạn như vậy thì Linh sợ nó sẽ rất là khó. Xin lỗi hai vị đạo diễn ở đây là không quay hết, nhưng mà Linh cũng có thi thoảng cũng có chớp ra chớp vào xem. Thì Linh nghĩ là cái này mình có quyền nghi ngờ nhé. Đối với những cái vị đạo diễn mà lớn tuổi, các vị nghệ nhân và nghệ sĩ nhân dân ấy, thì có thể đối với họ cái chuyện mà dựng lại cái giai đoạn của năm, ví dụ như là 1990 cho đến năm 2000 thì nó sẽ tương đối dễ. Nhưng mà đối với các bạn trẻ bây giờ, Linh không dám nói các bạn thiếu kinh nghiệm sống đâu, nhưng mà có lẽ do là xu hướng bây giờ khi các bạn làm những cái phim ấy, thì nó có cái gì đấy. Thi thoảng Linh xem các bạn làm về những cái phim ngày xưa, nhưng mà vẫn nhìn trong đấy là cái sự mới bây giờ, Linh chả thấy xưa gì cả. Thì đấy là cái cách mà Linh ngồi, Linh sợ là như vậy. Chứ còn chính xác bản thân Linh cũng rất là hồi hộp, cũng rất là háo hức khi nghe người bạn của mình sẽ làm một bộ phim như vậy. Bởi vì mình chờ đón xem là ở trong phim bạn ấy sẽ như thế nào.
Và ở đó cũng chính là cái quãng đời mà Linh nghĩ là mình cũng đã từng có những cái phút hào quang nó tỏa sáng trong giai đoạn mà bạn ấy đi lên, có chính bản thân mình luôn. Xin kể một kỷ niệm. Không biết, Linh nghĩ là bây giờ bạn ấy nổi rồi, bạn không nhớ đâu. Nhưng mà Linh nhớ hoài. Lúc đấy là Quang Linh nổi lắm quý vị, nổi ghê lắm. Thật mà, đi hát ở đâu là sập sân khấu ở đấy hết, sân rộng thì cũng sập hết. Thì có một giai đoạn là hình như năm 1990 ấy, lúc mà đi cho ba Duy Ngọc, là bố Duy Ngọc ấy, là Linh nhớ là ở tại Long Xuyên. Thì thường thường quý vị biết ngày xưa đi hát nhé, thì ngoài các ngôi sao mới có xe ô tô riêng, còn lại các ca sĩ trẻ sẽ đi một chiếc xe chung của đoàn trở xuống. Nhưng mà ngày xưa Linh nhớ là hình như các cái tụ điểm Sài Gòn ấy, khi mà các bầu show mà gọi các ca sĩ trẻ đi hát lót cho các ngôi sao để thành một cái chương trình ấy, thì bao giờ người ta cũng tìm là lót mà có A, B, C. Đó. Thì nhớ không nhầm hình như là bạn này là nằm trong lót loại A. Nhưng mà quý vị thường thường biết là ví dụ khi mà di chuyển một cái đoàn xuống ở các tỉnh miền Tây như vậy, thì các ca sĩ ngôi sao sẽ được bầu xô mướn cho khách sạn để ở, còn lại các ca sĩ trẻ có thể sẽ được ở ngay chỗ cái sân khấu hoặc là ở trong một cái phòng chung. Thì hồi đấy thực ra là Quang Linh kể câu chuyện này cũng có một cái thông điệp gửi đến các bạn trẻ ở đây, thì hầu như toàn gương mặt nổi tiếng thôi, nhưng mà xen lẫn vào đấy vẫn có một vài gương mặt trẻ, cho nên cũng muốn gửi đến thông điệp các bạn. Cơ hội sẽ đến khi mà các bạn đã chuẩn bị hết mọi sự. Hồi đây Quang Linh nhớ là chính bạn này, trong cái số mà các cái dàn mà đi hát lót đó, thì cũng hồi đấy đã nhuộm tóc rồi, hồi đấy là tóc đã ốc hương rồi, hai màu rồi. Thì thường thường khi mà đến thì các bạn sẽ hầu như là một số thì tụ tập là ăn nhậu, một số là đánh bài đó, rồi chờ đêm xuống bắt đầu son phấn vào để lên hát, hầu như thế. Thì tự nhiên lòi ra một bạn này không bài, không bạc, không rượu, không chè. Mà Quang Linh nhớ là Quang Linh có đi buổi chiều thì tài xế mới chở đi ăn. Thì chính từ bạn ấy chạy ra bảo, anh, em là Đàm Vĩnh Hưng ở trong đoàn ấy. Hình như hôm qua anh có thấy em xuất hiện ở trong chuyến xe vậy. Bạn bảo là anh nếu được anh có thể cho em đi nhờ ra đoạn kia. Mình mới hỏi đi đâu thì thấy cậu cầm hai cái găng tay. Cậu xin đi đến phòng tập thể dục. Đấy. Quang Linh nói như vậy để biết là bạn này thì rảnh thì là bạn sẽ luyện thanh, sẽ tập bài hát mới, và còn thời gian nữa thì sẽ đi tập thể dục. Đấy. Ô, bạn này ngày xưa hồi tập riêng lắm. Hồi xưa. Tập riêng. Cho quý vị đừng có tưởng là thấy bây giờ lâu lâu tập nhảy là hơi lạ không. Bạn này là có tiền án tiền sự ngày xưa rồi, đã từng đi tập thể dục như vậy. Thì Quang Linh nói như vậy để thấy là cái đối với một cái thanh niên mà khi mà mình đang còn, tại vì ở đây bây giờ Quang Linh cũng gặp nhiều lắm, nhiều lúc các bạn trẻ rồi cứ tập hát xong mà thấy xong mãi mình không có lên, thế là tụ tập ăn nhậu xong rồi chơi bời thức đêm khuya. Thế là bây giờ nếu mà một cơ hội sẽ đến với bạn thì lúc đấy rõ ràng là bạn chưa chuẩn bị để đón nhận nó, cơ hội sẽ tuột đi. Còn bạn này thì bắt ngay tại chỗ luôn. Bởi vì Quang Linh nhớ là sau cái đêm đấy hát thì mình mới để ý cái bạn này xem. Bạn là ca sĩ lót thôi mà bạn ra hát mà mình đang ngồi trong mình thì chạy ra, ú đứa nào nó hát ngoài vậy. Xong nhìn ra bạn này hát mà Quang Linh sợ luôn. Tối bạn điên khùng mà bạn hát kinh hoàng luôn. Bạn hát thiếu đường vỡ cả âm thanh mà không chấp hết, không sợ gì cả. Thì Linh đã nghĩ trong bụng rồi, ồ, cái thằng đi là sau này sẽ làm đến chuyện. Từ hồi đấy Quang Linh đã để ý như vậy. Thì đó là một trong những kỷ niệm mà Quang Linh nhớ lại ngày xưa, chính bạn này. Yeah.